Rồi alo, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Moonmaker ha. Thì hôm nay mình quay cho anh em về nhà anh em ha. Cho anh em biết là mình cũng có tài làm nhà nha anh em. Thì với kinh phí là khoảng đâu đó khoảng tầm 800 triệu thôi là anh em có thể xây một cái nhà rất là đẹp. Mà cái này là mình tự làm, tự thiết kế luôn nha anh em, nó tiết kiệm. Mà mình làm cho bà ngoại của mình. Rồi vô đây mình sẽ quay lý do. Đây bãi đậu xe rộng anh em, cái này là của nhà người quen mình thôi. Nhà mình ở đây nè. Quay mẹ đi thẳng vào đây. Mẹ quay cho thấy là cái nhà bên đây là nhà ở đây nó cao cỡ nào, nó khác đúng không? Là mình phải đổ đất rất là nhiều anh em. Cái này mình giao cho thầu á, thầu cũng tới mấy lần anh em. Nhưng mà mình tự làm là rẻ hơn mấy trăm triệu luôn anh em. Mà đồ toàn là đồ xịn không, để quay cho anh em xem. Là đổ phải đổ cái nền cao, tại vì nếu mà anh em làm cái nền thấp như nhà bên đây á là đường xe bụi nó sẽ vô, nó dơ nhà lắm, phải nền cao nhà nó mới cao. Rồi đi thẳng vô đây. Nhà là ngang 12 mét nha anh em, rộng là 15. Hai lô lận, chỗ này là hai lô anh em. Rồi mẹ đi vô luôn, đi thẳng vô luôn. Khỏi quen không? Quay bên hông luôn, rồi để quay đây. Cái này là thằng em nó vẽ tặng mình nè. Đẹp không anh em? Thằng em nó vẽ tặng mình á, nó nói sau này anh có muốn mở chi nhánh chi gì đó thì để cái hình này làm luôn cho nó đẹp đó. Rồi đi vô mẹ, đi vô. Bộ cửa này là mình tự làm luôn á anh em, có nghĩa là mình mua sắt về đặt rồi cho người quen mình á làm thợ sắt á, người ta hàn nó rất là chắc chắn. Dày đó nè, quay cận ở đây mẹ, quay cận mẹ. Rất là chắc chắn luôn anh em. Đó, cực kỳ chắc nha anh em. Sử dụng sắt dày luôn anh em. Đó, nó đơn giản mà có nghĩa là khi bà ngoại mình cũng dễ lau chùi và nó dễ gọi là sơn phết nữa. Còn anh em làm quần quện nó rất là khó sơn phết, với lại khó lau chùi, lại nó không có chắc. Còn cái này cửa này mình cái cửa gara ô tô khi mình đậu chạy ô tô về. Còn cái cửa này mình đi bình thường nè anh em. Cái này tới 2 lô 47 48. 47 49 số lẻ. Rồi vô đây mọi người. Cửa này mình đi nè, ví dụ khách mà không có ô tô thì mình đi cửa này. À quên mày quay cái này nè. Cái này ở đây á, là mình phải cái nhà nào cũng vậy, cũng phải đúc một cái tấm này mới qua được. Tại ở đây là làm bằng cái kè mà thợ nó làm nó có chút mỏng nhánh à đó, mọi người có thể nhìn qua cái kè bên kia nó làm mỏng lắm nè, nó mỏng như đây à, nó mỏng như đây thôi. Còn cái kè mình đúc á, mình tự đúc á, là mình đúc dày vậy nè, nó rất là dày anh em, nhìn nó rất là dày cực kỳ dày luôn. Là cái đó là cái chỗ mà mình tự làm là mình sẽ cho cái vật liệu nó tốt nhất có thể. Và đặc biệt anh em phải có một chút kiến thức về bản vẽ nha anh em. Đó, đây là bà ngoại nè. Thì lát nữa mình sẽ quay nhiều cái chi tiết, mình làm sao cho cái người già người ta vẫn có thể sử dụng được giống như ở đây là những cái bóng đèn năng lượng mặt trời, thì buổi tối nó tự động sáng. Rồi cái cửa này là cái cửa gara, khi mà mình chạy ô tô vô, ví dụ nếu mà nhà người quen mình không cho đậu thì, nhưng mà ở đây ai cũng thương mình đó, không cho đậu thì mình chạy vô đây đậu nè, gara. Anh em thấy không, chi phí rất là rẻ ha. Tự mình làm thì sẽ rẻ, còn anh em kêu thầu làm thì mỗi người cắt miếng anh em. Đó anh em thấy chưa, đây cửa gara. Khi mà anh em kêu thầu á là sẽ một người cắt miếng, như thợ cửa cắt miếng, thợ sắt cắt miếng, thợ gạch cắt miếng, thợ tôn cắt miếng. Còn này mình tự đi mua nguyên vật liệu rồi nên tốn thời gian. Và cái này mình xây 2 năm, bởi vì sao anh em? Năm đầu á là mình xây cái ngồi sân trước nè, cái gạch này nó cũ nè anh em thấy không? Là mình xây ngồi sân trước để làm gì? Để khi mà mình năm sau mình muốn xây ở trong á thì bà ngoại mới có chỗ ngủ, bà sẽ nằm ở trong đây. Bà ngoại mới sẽ nằm ở ngoài đây là mưa nó không có xuống. Còn nếu mà anh em đập ra anh em xây hết á thì phải đập ra anh em cái gì mà đập ra xây hết á thì bà ngoại phải đi chỗ khác ở, là nó người 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 lớn tuổi á,
người ta đi chỗ khác ở nó cực lắm anh em. Cho nên là năm đầu mình xây cái vòm này trước, lại cái đổ nền cái cổng trước đó, xây cái này là xây năm trước rồi, xong hết cái phần trước xong rồi mình dọn đồ trong nhà ra, dọn đồ trong nhà ra rồi bắt buộc rồi năm sau mình mới xây ở trong là nó mới hợp lý, là khỏi bị ấy luôn. Nó hơi tốn thời gian xíu nhưng mà nó thuận lợi cho bà ngoại của mình. Rồi cái bộ cửa mình cũng đặt luôn anh em, lại mình quen người thợ nhôm mình đặt là loại xịn nhất, dày nhất đó, dày nhất là toàn đồ xịn không. Nếu mà anh em giao cho một người thầu á, đảm bảo anh em nào làm nhà anh em biết là sẽ sử dụng nguyên vật liệu rẻ tiền nhất, chứ không phải chọn những nguyên vật liệu mắc nhất như mình đâu. Đó, ở đây thì một cái toilet, toilet tại vì bà ngoại thì sẽ sử dụng hai toilet, một toilet trong phòng lại toilet ở ngoài, ví dụ có khách tới thì mình sử dụng toilet này đó. Đó, thấy không, thấy rộng rãi không? Còn người lớn á, người ta thích có một cái cây quẹt ở trong toilet anh em, cái đó là cho nên mình thiết kế cho bà ngoại mình luôn. Ví dụ đi toilet thì mở cây quẹt lên đó, mở đèn rồi đó nha. Rồi cái chỗ này mình tự làm bao két để lâu lâu mình về mình chơi nữa. Ngoài đây còn cái vườn cây nữa, mà lý do sao mình trồng mấy cây này ở trong đây, tại vì để ngoài kia giang hổ vỗ bờ anh em, giang hổ vỗ lụm. Còn mấy cây này mình thích á, mình tự trồng mình thích á, sợ người ta lụm. Nhưng mấy cây này nọ mình thích mình đem vô đây cất, còn mấy cây kia mình để ngoài, lát nữa quay ở ngoài sau, giờ quay ở trong nhà trước. Rồi bây giờ vô đây nè, giờ mình quay cái cầu thang ha. Nhiều anh em hỏi tại sao cái cầu thang nhỏ, nhiều người thắc mắc là thang nhỏ tại vì cầu thang có mình lên nè. Tại lâu lâu mình về mình lên đó mình ngủ, bà ngoại mình lên đâu được, bà ngoại mình không có lên được, và ít người sử dụng ở trên cho nên mình không có lên. Và bây giờ thiết kế là chỉ sử dụng gác lửng thôi anh em ha. Rồi đây là võng của bà ngoại nằm ha, đây còn mẹ mình lâu lâu về ghế nằm đây, nằm võng, thích nằm võng á. Cái bộ cửa này gọi là bộ cửa tên gì cũng quên mất rồi. À, gõ, gỗ là gõ đỏ cho nên mình giữ lại, cửa này cửa thời xưa anh em, nên mình giữ lại mình kết hợp lại thiết kế mới luôn. Nói chung là gỗ quý đúng không ạ? Đó, gỗ hồi xưa để lại đó, hồi xưa để lại mới thiết kế nè, hồi xưa để lại. Đó. Rồi chỗ này là mình chưa có làm, mình tính làm một cái tivi, tivi bự á, mà chưa có thời gian làm, mới xong rồi anh em, mới xong thôi quay cho anh em xem. Và cái chất liệu nhựa này nè anh em, là nó mắc hơn gạch luôn nha anh em. À, ví dụ mình làm gạch thì nó khoảng đâu đó một cái nhà đi, mà làm gạch khoảng đâu đó chỉ mấy chục thôi, còn cái này phải là mấy trăm. Như ví dụ vậy đó, nó trên lệch vậy đó, nhưng mà cái này nó đẹp bởi vì nó liền khối. Nếu mà nhà anh em không có con nít rồi á, không có mấy đứa mà chọt đâm vô thì làm cái này nó đẹp, nó liền khối. Tại vì nhà mình bà ngoại mình già thì mình làm cái này là hợp lý anh em. Ở đây là cái toilet trong phòng ngoại nè. Đúng ra là ở đây là một cái phòng của ngoại nhưng mà ngoại không thích anh em. Ngoại nói là giờ ngoại muốn là nó thoáng gì đó, nó thoáng gì đó. Còn cái tủ là tủ hồi xưa giờ của ngoại, hai tủ nên mình giữ lại, những cái gì giữ lại được cho bà ngoại thì mình giữ. Là có nghĩa bà ngoại thích gì nè anh em, bà ngoại lớn thích gì á, bà ngoại không không thì cái bếp bà ngoại để vậy đi. Bà ngoại không có thích bị kính á, cửa kính đóng ra đóng vô, nên bà ngoại thích gì nè. Tại vì mình làm theo sở thích chứ không phải anh em, nhiều anh em hỏi là không có sở thích thì đó, cái này là những cái lưu giữ lại. Đối với người lớn á, người lớn anh em nhà có người lớn anh em biết thì người lớn người ta sẽ thích những cái gọi là hồi xưa giờ xài sao giờ để gì đó. Đó thì vô đây vô phòng bà ngoại thì bà ngoại thích kiểu gì nè đó, bà ngoại thích cái màu gì luôn, rồi bà ngoại thích cái giường hồi xưa vậy luôn đó, nó có chút hiện đại tiếp chút cổ điển. Rồi cái bếp thì bà ngoại mình không biết xài bếp điện, ngoại muốn xài bếp ga, nhưng mà mình cũng pha một cái chút gọi là cổ điển với lại hiện đại. Cái này là mình copy ở Vinhome về, ở Vinhome người ta hay làm cái bếp bằng này nè, thì mình đi quay ở Vinhome, mình làm việc ở Vinhome mình thấy người ta hay dùng cái chất liệu này, rồi mình kết hợp lại cổ điển ra ngoại. Cổ điển là những cái khung inox những cái này nè đó, ngoại muốn gì, chứ nếu mà mình làm là mình sẽ làm nó sang hết, nhưng mà mình phải giữ cho ngoại. Người già mà làm những gì thích thì người ta sẽ sống lâu. Có nhiều anh em người ta làm nhà mà người ta làm nhà mới, cái gì cũng mới hết á, người già về người ta ở không lâu là vậy đó. Là mình phải giữ lại những cái gì mà quen thuộc của bà ngoại để bà ngoại ở lâu ơi là lâu luôn đó. Ở Phan Thiết thì gọi là bà ngoại, còn ở Sài Gòn mình là kêu bà ngoại đó đó, nhưng mà mình về Phan Thiết thì mình quay vậy thôi đó. Chút cổ điển tại người ta thích cái này nè, ta thích cái này gió vô chỗ cái bếp, còn cái này bà ngoại chỉ cần đi qua vô đây là vô cái toilet thôi
đơn giản đó. Rồi toilet này thì nhỏ thôi, làm nhỏ nhỏ ra bà ngoại để đi ra đi vô, không có công đi ra kia xa, sát bên phòng. Đó này thì cái gì, từng cái đèn luôn là mình đều làm hết nha anh em, mình đều đặt hết luôn. Còn à, la phong này á là mình nhờ người cậu, người cậu làm cho mình, nói chung là người quen hết. Còn cái người mà chỉ huy cho thợ làm á là cũng là một người cậu con của em của bà ngoại lại đó. Còn bà ngoại thì chỉ có mình mẹ với cậu mình, mà cậu mình mất, lát nữa lên quay cái bàn thờ cho anh em coi. Cái đèn là mình tự đặt hết. Và tại sao nhiều anh em hỏi không có làm cái đèn âm giống như ở trong Sài Gòn, anh em vô Sài Gòn, trong nhà mình trong Sài Gòn anh em sẽ thấy là đèn nó âm lên ha. Thì cái đèn đó chỉ với điều kiện nó sẽ đẹp, với điều kiện là mình là thanh niên, mình có thể leo lên leo xuống sửa. Còn cái đèn này ai sửa cũng được, chỉ cần anh em xoay thôi. Anh em xoay rồi anh em gắn lên em xoay lại là thay, ai thay cũng được, phụ nữ, người già, trẻ em đều thay được ha anh em ha. Rất là dễ, rất là đơn giản. Đó. Mọi thứ là mình đều làm nó tiết kiệm nhất có thể. Ở trên đây nè, mình làm thêm mấy bóng nè. Trên đây thì chắc là phải bắt than lên làm rồi, tại trên đây cho đẹp thôi, quan trọng là ở dưới đây cho sáng bà ngoại xài, còn trên đây mình làm cho nó đẹp thôi anh em. Đây là cái hộp cửa cuốn, mình bấm lại, mình đóng lại luôn. Mình đóng lại giống như nhà trong Sài Gòn, mình đóng lại kính luôn, mà ở đây mình đóng đẹp hơn trong Sài Gòn. Ở đây bàn thờ để cho ngoại thờ gì thờ nè. Còn cái bộ ghế này là bộ ghế là ông cố mình đóng ngày xưa, mình giữ lại làm kỷ niệm nha anh em. Ông cố mình là dưới nội á, phía nội á, là mình đem về giữ lại làm kỷ niệm, không có bỏ. Tại chính tay ông cố mình đóng là ông cố mình mất lâu rồi. Còn này bức tranh này là chính tay mẹ mình làm luôn. Bức tranh ngựa chính tay mẹ mình làm hết toàn bộ. Rồi bây giờ lên lầu mình sẽ kể cho một cái lên gác lửng, tại vì xu hướng bây giờ ít ai làm lầu lắm, là gác lửng cho nó đi thấp. Mình kể sự tích cái nhà mình nha. Mày mở đèn ở đâu ta? Bàn thờ mở đèn ở đâu mày? Sau lưng á hả? Đây mình sẽ kể cái này à, mình chuẩn bị vô dàn loa mà thợ chưa làm, dàn loa để nghe nhạc hát karaoke lại tivi rồi. Đây quay. Đây là cậu mình, là hồi xưa bà ngoại mình chỉ có hai người con thôi, mẹ mình với lại cậu mình. Thì cậu mình hồi nhỏ lì quậy á, lúc hai mấy tuổi, lúc đó mình còn nhỏ xíu à. Là mình mới 10 tuổi, mười mấy tuổi thôi, là cậu mình té xe mất. Đó, đây em làm một cái khu thờ cậu mình. Trong đây là phòng, lỡ em mình hay mẹ mình giờ có nghỉ ngơi thì nghỉ ha. Trong đây phòng, trong đây một cái phòng, tất cả phòng đều có máy lạnh nè. Là trong cái gối 800 đó là gồm nội thất luôn rồi anh em. Anh em thấy tự mình làm thì nó sẽ chi phí nó sẽ rẻ hơn. Này khỏi ha, hôm qua phòng phòng mình lâu lâu về nghỉ ngơi, chưa có mua thêm gì hết nè. Rồi, đây nè. Đó. Thấy ha. Nó lâu lâu về nghỉ ngơi, chưa có mua thêm gì, chưa có thiết kế thêm gì hết. Đây là cửa nhìn ra ngoài. Đó. Máy lạnh, cửa tất cả cửa đều là cửa xịn anh em. Cửa này nó rất là dày. Nó có hai loại cửa là nhôm, nó có rất là nhiều loại nhôm. Nhiều loại lắm. Anh em loại xịn nhất là loại 1. Rồi. Bây giờ xong rồi mình đi xuống này, mình view này ngắm ra ngoài sân vườn mình thiết kế nè. Bây giờ xuống quay sân vườn cho anh em. Ừ. Rồi, xuống quay sân vườn. Con mèo đi theo hả? Mèo 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 mèo. Cái này rất là yên bình anh em. Tội con kia. Lát nữa thì sao lý do mình nhốt con lưu lại nè. Đi. Xuống quay ra ngồi sân vườn. Qua đây con, đi. Con này ở Sài Gòn nè, ở Sài Gòn chở về chơi nè. Lý do sao mình mua bán tải đó anh em. Bán tải thứ nhất là chở xe, thứ hai là chở mấy con này nó để sau thùng á anh em. Nó ở sau thùng á. Nó đi về, đi tới, đi lui, đi du lịch đồ chơi được. Còn anh em mua xe 4 chỗ á, vô nó sẽ thúi quá à. Mùi chó dù tắm rửa sạch sẽ nó cũng thúi thôi. Đây. Thì ở ngoài đây mình vẫn trồng cây anh em, nhưng mà chưa có xây dòng thành. Đất ngoài đây là đất hoa màu. Để đồ á, trồng cây á, giang hổ vỗ bỡ hết. Nó bao cái đường kia vô nó bỡ hết anh em. Đây là con lưu ở Sài Gòn nè. Mình nhốt nó lại á,
mình xây, mình chưa làm xong hoàn thiện cái chuồng cho nó, mình nhốt nó lại á, bởi vì nó về đây là nó đi, nó cắn mèo, nó đi cắn gà, cắn vịt nhà người ta, cho nên phải nhốt lại. Còn con su không có cái chuyện đó, nên nó lì lắm, nó quậy lắm, nó biết quay clip á. Con này anh em ở trong Sài Gòn biết rồi, thì mình về mình chở nó về đây chơi cho nó hưởng thị hưởng thụ không khí trong lành. Con chó là cũng giống như con chó là cũng giống như con người anh em, nó về đây thoải mái, nó quậy đất, còn trong kia là toàn là bê tông xi măng không à. Đó, ngoài đây là người nó đào, nó chơi thoải mái. Dạ đúng rồi. Rồi ở đó đây này. Nó bắt gà bắt vịt dữ lắm anh em. Con Phú Quốc á nó quậy lắm. Ở đây là mình có cây nhãn nè, mấy cái cây ở trong đây gần á là bởi vì á nó nhổ không được anh em. Nó nhổ không được. Cây nhãn, cây mãng cầu. Ở đây là mấy cái vật liệu cũ á mình bỏ. Cây nhãn, cây mãng cầu. Ra đây Su ơi, ra đây chơi. Ừ, bữa trái nhiều giờ không có trái. Hoài hái hả? Su lâu lâu ra chơi. Su. Su. Hái rổ mãng cầu luôn hả? Mãng cầu trái quá trời, mày quay thấy trái không? Quá trời trái luôn á, mãng cầu trái sai. Đây nè mẹ nè. Mãng cầu bên đây quá trời rồi ha. Một đống trái mãng cầu luôn. Hồi hái một rổ. Hái một rổ. Ngồi đây nè, chồng á nói nghe anh em nghe. Nó bao đường bên kia qua nó lụm hết à. Nó nhổ cây rồi nó lụm sắt mà lụm mấy đồ. Bên đây là cái nhà cũ đập ra nè anh em. Nhà cũ đập ra. Đó, mấy con lu về là sẽ nhảy bay chơi đây nè. Vẫn có hàng rào nhưng mà người ta phá rào ta vô anh em. Trừ khi phải xây vách tường lên thì người ta mới không có vô. Đó, về để bay nè. Su. Hồi đợt là định làm sân đá banh ở đây á, mà thấy không ai về đá, nó mọc cỏ cũng vậy à. Nó chạy chơi á nè. Còn mấy này là mấy cây mình không có phát á, nó tự mọc, và bữa kêu người qua chặt bớt anh em. Còn chồng ở đây đã lụm hết, sắt đồ vô đây lụm hết anh em. Ở đây mặt đường á, ăn cắp dữ lắm. Còn mấy cây này ở trong đây còn á, là bởi vì ở sát nhà mình canh được, nó mới còn. Đúng ra mình có cây xoài rồi nữa hả mày ha. Cây xoài lùm lum hết, nó nhổ hết à. Nó thấy chậm chậm vô nhổ hết trơn. Mặt tiền đường anh em, ở mặt tiền đường là nó trộm dữ lắm anh em. Ừ, hôm nay ra trái mà ngon không? Ăn ngon. Anh em thấy yên bình không anh em? Đó, mẹ quay mấy con chó. Đó, nhìn là thấy yên bình liền, thấy thoải mái liền anh em. Ở đây cách biển gần lắm nha anh em. Con lu này là ở ngoại nuôi. Còn con su mình nuôi á, mình nuôi chó săn mà. Mà con này nó không cắn bậy bạ, con quỷ kia mèo nhà mà nó cắn con mèo, không biết con mèo còn sống hay chết nữa. Nó cắn mèo, mèo chạy hôm qua giờ mất tiêu luôn. Chạy tới đây hả? Ừ, chạy tới chỗ cái bao á. Rồi đâu mất luôn à. Sợ nó lủi đâu nằm vô kia chứ. Con lu mình nó quật mạnh lắm, con chuột mà quật một phát con chuột. Chuột ở Sài Gòn á, ở xóm mình á, ở trên cái đường Trần Văn Kiểu lại đường Lý Chi Hoàng á, nó bắt chuột sạch luôn. Nó cặp, nó gặm con chuột lại, nó quật hai cái là con chuột chết ngay tại chỗ luôn mà. Cho nên mình sợ mình phải nhốt lại, nó thả nó ra là mấy người. Này chưa xử lý hết, này để vậy luôn hả? Ừ. Rồi. Đó, anh em thấy không, từ một cái chi phí mình chỉ cần bỏ một cái chi phí thấp thôi. Nó thầu tỷ mấy á mẹ à, tỷ mấy á là anh em tiết kiệm được bao nhiêu. Mình tự bản vẽ nè, mình tự thiết kế luôn. Nhưng mà anh em phải làm cho đúng kết cấu nhà nha anh em. Làm mà sai kết cấu nhà là nó ở không có lâu. Tường này là mình làm tường, mình ở lâu á. Lại thứ nhất là ở ngoài đường xe chạy rất là nhiều, thì mình phải làm tường dày vậy nè anh em. Dày này là bình thường á anh em, có nhiều nhà ta còn làm dày nữa. Rồi hết rồi đó anh em, chỉ vậy thôi. Nên đây là nói là cho anh em là anh em biết một cái chi phí xây dựng nhà nó như thế nào. Mình tự làm thì mình bỏ công sức ra thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Và những cái đồ mình thích á anh em, là mình thích cái đồ như thế nào thì mình làm nó sẽ rẻ hơn nhiều luôn á. Nó rẻ hơn nhiều và đồ mình rất là xịn. Anh thấy cái bộ cửa này không, bao cứng luôn. Cái trụ rồi đúc cũng cứng lắm anh em, nó mới chịu nổi. Anh em thấy xe hơi chạy mà mới chịu nổi. Và cái nhà mình nó không có rung anh em. Cái móng mình làm tốt á, cái nhà mình nó sẽ không có rung, không bao giờ rung lắc nha anh em.
Không bao giờ có chuyện mà xe chạy ngoài đường trong đây nó rung, không có. Rồi ốp ngồi với bà ngoại cái nè. Nhà mới sao bà ngoại? Nhà mới sao đã không? Hả? Nhà mới đã không? Trả lời. Rồi sao ai biết? Dạ, trả lời nhà mới có đẹp không? À, đẹp ngon. Rồi giờ ở đây thấy nhà vậy chưa? Chưa ở đây chưa có ai làm. À, đẹp. Ở đây chưa có ai làm thiết kế vẽ đó anh em. Tại vì người ta ở đây á, ta chỉ có một cái khuôn mẫu thôi. Có nghĩa nhà xây thế nào, thầu xây thế nào. Bà Hạnh vô kia cho có cái nhà đẹp chứ. Chào cho tất tiền hơn tôi coi anh. Nó không mệt lắm, chẳng dễ không mệt. Nó có tất tiền hơn chứ. Ở đây thầu á, người ta chỉ thiết kế theo một khuôn khổ thôi. Người ta vô, người ta xây, xây tôi cái nhà rồi xây vậy theo ý thầu thôi. Anh em thay xây một thời gian á, thứ nhất là ống nước, mọi thứ nó mau hư lắm. Còn này mình tự lên bản vẽ rồi mình kêu người ta xây y chang như mình vậy đó là được. Mà chứ lại những cái thuận tiện đó, cái người lớn mà anh em đâu phải xây nào những thiết kế hiện đại giống như mình ở trong Sài Gòn được. Mình phải xây sao mà đáp ứng nhu cầu, ví dụ cửa thì cũng có cửa kéo, cũng có cửa mở cho người lớn người ta dễ mở. Ngoại mình bữa nay năm nay bảy mấy tuổi rồi đó, dễ mở ra mở vô rồi vậy thôi. Rồi mấy cái này mình tự chầm đó. Rồi đây là mình ở 47-49 Âu Cơ ở thành phố Phan Thiết nha anh em. Đó rồi, bye bye mọi người đi luôn. Bye bye. Rồi đó, anh em nào mà muốn làm chi phí thì anh em có thể tham khảo giống mình. Là thứ nhất là mình muốn đối đãi với người ngoài tốt á, thì người trong gia đình mình phải làm tốt. Tại vì bây giờ mình còn có mình bà ngoại mình không làm thì ai nữa làm anh em. Đó. Con này là nó ở bên ngoài 24/24 nè anh em. Đó. Rồi, bye bye anh em ha. Anh em nào muốn tham khảo thì cứ quay tham khảo cho anh em tham khảo thôi. Với một cái mức phí rất là rẻ anh em, mà nếu mà anh em kêu người ngoài làm thì rất là mắc luôn, đảm bảo mắc. Nội cái vàng đan, cái vàng đúc cái này giống như là đúc cây cầu anh em. Nói chung là cậu mình nói cái này đúc y chang đúc cây cầu vậy đó, không khác gì cây cầu, nó dày ơi là dày, nó dày một khúc vậy nè. Đó. Còn cái này mình phải đôn nền lên dày, mấy cái nhà dưới kia là thấp hết. Mẹ quay vào đây nè. Đúng rồi. Thầu nhận là tầm 1,5 tỷ. Anh em thấy không, cái nhà mình ở đứng đây dưới lại mấy cái nhà bên kia anh em thấy nó cao hơn một khúc. Tại hồi xưa đất ở dưới đây nó cũng như vậy thôi, có thể là ở đây thấp hơn luôn mày ha. Ở đây nó thấp hơn luôn, nhưng mà bây giờ mình xây lên mình đôn lên là nó cao hơn tất cả đây. Nó cao hơn, anh em thấy cái bên chỗ mình đậu ô tô à, nó cao hơn một khúc luôn, phải là một thước á. Cỡ một thước luôn á. Đó anh em, còn cái này mà làm rất là dày. Sao quay cho tao thấy đây. Nó dày gấp 10 lần. Gấp 5, gấp 7 lần gì luôn á anh em. Nè anh em thấy dày không? Nó dày một khúc luôn. Tại cái này mình chạy xe hơi nhiều á, mình sợ nó sụp. Làm cho chắc. Còn cái của người ta á, cái của người ta có nhiêu đây giống như mẹ. Đây nè, cái của người ta chỉ có miếng mỏng vậy nè. Đó bên kia mình chạy xe rất là phiêu. Cái đó là thầu làm á anh em. Thợ người ta làm á, còn này mình làm theo cái yêu cầu của mình. Từ những cái đèn nhỏ này là mình tự đi mua luôn á. Từ những cái đèn nhỏ là mình tự đi mua hết thì nó sẽ tiết kiệm chi phí hơn. Thì mình tiền ít thì mình làm như vậy. Nó sẽ tiết kiệm cho mình đôi khi là cả một nửa giá tiền luôn anh em. Ví dụ 1,5 tỷ anh em làm mà còn 800 thôi. Cái này là mình làm mà nội thất rồi máy lạnh rồi luôn là chỉ có 800 triệu thôi anh em. Đó quy một căn anh em mới ghê không? Mình có hỏi thầu rồi, thầu nó báo là từ 1,4 tỷ. Rồi, ok anh em.